Chào mọi người, mình là Miss Hoa. Chào tất cả các bạn nhé, chị là Hiền. Hello everyone, my name is Minh Đức. Bản thân mình thì trong 10 năm đồng thời là chuyên gia huấn luyện đào tạo cũng như là người tuyển dụng các đội ngũ cho nhân sự của IMAP, thì mình thấy một điều rất là phổ biến, đó là rất nhiều bạn khi mà đến gặp mình phỏng vấn thì thường là phải đến 80% khi mình hỏi là bạn đã tìm hiểu gì về công ty của mình hay chưa, thì thông thường là các bạn khá là lơ mơ, khá là rụt rè và đặc biệt thậm chí còn ấp úng khi nói những cái thông tin của công ty mình. Vậy thì lời khuyên cho tất cả các bạn đó là khi chúng ta đã ứng tuyển ở một vị trí trong một công ty thì cần phải thể hiện sự quan tâm tới công ty đấy bằng việc ít nhất là phải tìm hiểu điểm mạnh của công ty là gì, tầm nhìn hay là sứ mệnh của công ty đang theo đuổi ra sao, và cái đặc trưng giá trị cốt lõi văn hóa thực sự có phù hợp với những định hướng của mình hay không, thì đó là điều mà mình thấy các bạn thường là hay thiếu sót. Bên cạnh đấy thì trong hành trình mà các bạn tham gia phỏng vấn thì mình thấy rằng là thông thường thì khi mà chúng ta có cái vòng phỏng vấn, ứng viên đã trải qua cái vòng test chuyên môn rồi. Vậy thì tại sao nhà tuyển dụng vẫn muốn gặp các bạn face to face? Thì điều quan trọng nhất đó là người ta muốn test cái khả năng giao tiếp của các bạn, khả năng truyền đạt ý tưởng hay là điều phối một cuộc meeting chẳng hạn, một cuộc họp chẳng hạn. Thì kỹ năng giao tiếp cũng là một trong những điều mà mình thấy sinh viên Việt Nam, thậm chí là người đi làm còn cần phải cải thiện rất là nhiều. Có 3 điều mà chị đánh giá ở những bạn ứng viên như vậy. Một đấy là thực sự là các bạn ấy đã nghiêm túc với cả cái công việc mà các bạn ấy sẽ theo đuổi hay chưa. Thứ hai đấy là các bạn ấy đã tìm hiểu kỹ tất cả những công ty mà các bạn ấy đã ứng tuyển hay chưa, hay là chỉ đơn giản là các bạn ấy thấy một cái vị trí hay ho và các bạn ấy apply vào. Và thứ ba đấy là thực sự các bạn ấy đã có một cái định hướng nghề nghiệp rõ ràng khi các bạn ấy apply vào những vị trí tuyển dụng đấy hay chưa. Thì đấy là 3 cái mà chị luôn luôn question khi mà chị nhận được một hồ sơ như vậy. Mà các bạn ý thể hiện qua CV, từ cái format của CV cũng như là những cái yếu tố cấu thành lên cái CV đó là những cái điều mà chị thấy đầu tiên, tức là chưa cần phải đọc nội dung nhưng mà chị thấy là một cái CV nó có sự logic, ngắn gọn, tuy nhiên là thể hiện được cái selling point của các bạn đó, thì đấy là những cái mà gây ấn tượng nhất với nhà tuyển dụng. Trước tiên thì chị nghĩ rằng là các bạn cần phải nắm được một cái quy trình tuyển dụng thông thường của một công ty sẽ là gì, thì đấy sẽ là một cái điều mà chị nghĩ rằng là sẽ chia sẻ đầu tiên đến cho các bạn, và cũng là cho các bạn có một cái nhìn tổng quan về thị trường tuyển dụng. Thứ hai đấy là chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cái cách chúng ta có thể gây ấn tượng được đối với nhà tuyển dụng, và thực sự nhà tuyển dụng mong đợi gì ở một bạn ứng viên khi mà các bạn ấy apply vào vị trí tuyển dụng. Và cuối cùng đấy là để gây được ấn tượng đấy thì chắc chắn rồi chúng ta phải có một CV đẹp, đúng không? Thì chị sẽ chia sẻ một chút về những cái tip mà chúng ta có thể gây ấn tượng với nhà tuyển dụng thông qua CV. Thì cũng rất hy vọng là có thể hẹn các em có một cái buổi trao đổi hữu ích vào ngày 10 tháng 4 tới đây nhé. Với kinh nghiệm sinh sống và làm việc 9 năm tại Mỹ và thi IELTS 3 lần đều đạt 8.5, thì đến với Career Talk lần này mình sẽ chia sẻ rất là nhiều kinh nghiệm trong việc viết CV, viết cover letter bằng tiếng Anh, và cùng đó là những cái chiến thuật giúp các bạn có thể chinh phục được cái phần phỏng vấn ở trong môi trường quốc tế. Hẹn gặp mọi người vào mùng 10 tháng 4 tại Career Talk lần này. Một ứng viên chúng ta trải qua quá trình tuyển dụng thì phải có 3 bước: trước, trong và sau. Vậy thì trước khi ứng tuyển chúng ta có vòng viết CV. Làm nào để chúng ta tránh những lỗi sai cơ bản nhất của một cái CV, hay làm nào để khiến CV đấy ấn tượng hơn cho nhà tuyển dụng, thì mình hứa hẹn sẽ chia sẻ cho các bạn. Trong quá trình chúng ta phỏng vấn thì cách chúng ta quản trị năng lượng của bản thân, sự tự tin của bản thân thông qua ngôn ngữ hình thể, thông qua giọng nói hay là biểu cảm của khuôn mặt, đấy là kỹ năng giao tiếp, một trong những chìa khóa để giúp chúng ta thành công trong vòng phỏng vấn, thì cũng sẽ hứa hẹn mang lại cho các bạn đấy. Và nhiều bạn của chúng ta quên mất là chúng ta phải thể hiện sự chuyên nghiệp kể cả sau vòng phỏng vấn. Vì vậy cho nên những điều đấy cũng hứa hẹn sẽ mang tới cho chúng ta. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 9:30 ngày 10 tháng 4 tại Hà Nội nhé. Hứa hẹn sẽ có rất nhiều phần quà bên cạnh phần quà trí tuệ nữa đấy. Các bạn hãy đăng ký ở đường link bên dưới nhé. So see you guys. Hãy tham gia ngay tọa đàm hướng nghiệp Career Talk 2021 để tìm kiếm cơ hội việc làm và hoàn thiện các kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng.